Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 11 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với thị xã Hương Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Các địa phương trong tỉnh tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và khẩn trương triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 13. Thừa Thiên Huế vươn lên dẫn đầu cả nước về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, sáng nay các đoàn đại biểu tiến hành thảo luận ở tổ về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tham gia thảo luận cùng các đoàn Quảng Nam, Bạc Liêu, Cà Mau, đoàn đại biểu Thừa Thiên Huế đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự án luật này. Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng việc ban hành luật này mục đích là để sáp nhập ba lực lượng: dân phòng, bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách. Đề nghị ban soạn thảo giải trình rõ việc ban hành luật này phải dựa trên tình hình thực tiễn, trật tự trị an ở cơ sở. Ban soạn thảo nghiên cứu đánh giá tác động, đưa ra đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tính khả thi, đáp ứng yêu cầu như thế nào. Và cần làm rõ vai trò, nhiệm vụ khi có thêm lực lượng này. Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, khi lực lượng này hình thành thì công tác xử lý tình hình an ninh trật tự và nắm tình hình ở cơ sở, từ thành thị đến nông thôn đã được tốt hơn, bài bản hơn và chính quy hơn. Trong báo cáo thẩm tra đã nêu, và tôi cũng rất tán thành, đó là mặc dù có tốn kém, tuy nhiên việc đảm bảo an ninh của nông thôn, đảm bảo an toàn cho người dân sẽ tốt lên. Và theo tôi nghĩ, công an là lực lượng chịu trách nhiệm cho vấn đề này. Nhiệm vụ của lực lượng này thì tôi đề nghị ban soạn thảo để xem lại có thực hiện được không. Đấy. Vì mình ở đây là lực lượng tham gia, chứ không phải lực lượng chủ trì. Đấy. Rõ ràng như vậy, đấy, đúng không? Nhưng mà dành hết một chương thì không mất thời gian, nhưng mà tôi thấy có những cái nội dung rất là nhiều trong cái làm hơn cả công an chính quy. Theo tôi có nhiệm vụ đâu khoảng 7-8 điều ấy, hành trình một chương thôi, thì liệu có thực hiện được không. Cái thứ hai nữa là bây giờ cấp thôn và cấp bản là không phải là cấp chính quyền địa phương, thì bây giờ cái cơ chế phối hợp như thế nào cũng phải rõ. Bên cạnh đó, một số đại biểu lưu ý, đối với lực lượng này cũng cần cân nhắc, bởi đưa công an chính quy về xã cũng là một bước tiến lớn. Nhiều đại biểu đồng tình với quan điểm xây dựng luật là tập hợp ba lực lượng nên phải nghiên cứu chặt chẽ. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nhân sự sau Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thị ủy Hương Thủy Lê Ngọc Sơn cho biết, giá trị sản xuất ước thực hiện năm 2020 của địa phương là 27.730 tỷ đồng, đạt 92,3% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 539,2 tỷ đồng, bằng 120,8% dự toán. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, nhất là đối với các công trình dự án trọng điểm như mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Bài, cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Về công tác tổ chức, Đảng bộ thị xã Hương Thủy đã kịp thời kiện toàn bổ sung nhân sự ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 16 đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 39 đồng chí, trong đó 1/3 cấp ủy viên tham gia lần đầu, có tính kế thừa phát triển. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hương Thủy trong thời gian qua, đồng thời khẳng định mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và bão lũ, nhưng Đảng bộ thị xã Hương Thủy đã có 10 trên 16 chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 đạt và vượt kế hoạch. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trên cơ sở những tiềm năng lợi thế sẵn có, thị xã cần tiếp tục ra soát tổng thể, có chính sách thu hút nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, xã hội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hương Thủy phải luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất để cùng nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, tại Thừa Thiên Huế, tình hình diễn biến mưa lũ đang diễn ra rất phức tạp. Cùng với tập trung triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 13, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang đối mặt với tình trạng ngập lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 12 và không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn. Tại thành phố Huế, nhiều khu vực đã bị ngập lụt khiến cho giao thông đi lại hết sức khó khăn, đời sống của người dân bị ảnh hưởng rất lớn. Phản ánh của phóng viên trên địa bàn thành phố Huế. Sau khi đạt ngưỡng mức báo động 3 trong tối ngày 11 tháng 11, mực nước sông Hương vẫn ở mức cao và xuống chậm về mức báo động 2.
Nước rút chậm cùng với mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12 trong nhiều ngày qua đã khiến các tuyến đường thấp trũng tại khu vực nội thành như Nhật Lệ, Tình Tâm, Đoàn Thị Điểm rơi vào tình trạng ngập cục bộ từ 0,3 đến 0,5 mét, có nơi sâu trên 1 mét. Vừa phục hồi sinh hoạt sản xuất không lâu sau liên tiếp các đợt lũ lớn tháng 10, nay đời sống của nhiều hồ tiếp tục bị xáo trộn dài ngày bởi mưa lũ. Người dân người ta thấy ta cũng lo lắng vì là đâu ní thì cũng đợi cho con thấy đâu nó sâu lắm đó, thành ra ai cũng lo hết. Nói chung là ở đây thì nó thường xuyên ngập cho nên người dân cũng không bất ngờ lắm, nhưng mà chỉ có khi ngập lên thì người dân thì tìm cách đối phó thôi, sinh hoạt thì khó khăn hơn. Kinh doanh ai bị ảnh hưởng à, vì nước ngập ra sao buôn bán được. Ngoài khu vực nội thành, nhiều trục đường của thành phố Huế, đặc biệt là các tuyến đường ven sông cũng đã ghi nhận mức nước lên rất nhanh và xuống chậm trong sáng ngày 12 tháng 11, khiến phần lớn phương tiện giao thông gặp khó khăn trong việc đi lại. Hiện nay do mưa lớn vẫn tiếp tục ở thượng nguồn, công tác điều tiết tại các hồ chứa thủy điện đều đang được vận hành theo quy định để vừa đảm bảo an toàn hồ đập, vừa duy trì mức đón lũ để chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 13 sắp tới. Huyện tỉnh cũng đã triển khai các công điện cùng các giải pháp để ứng phó, đặc biệt là công tác điều tiết hồ chứa nước. Thì riêng đối với cái đợt này thì trước lúc diễn ra đợt mưa do hoàn lũ 32 thì các hồ đã đưa về được thấp hơn mực nước dân bình thường từ 1,5 đến 2 mét. Do đó nó đã giảm lũ cho cái vùng hạ du xuống sông Bồ. Ủy ban tỉnh cũng đã triển khai công tác triển khai ứng phó đối với các địa phương để mà tiếp tục sơ tán di dời các vùng thấp trũng ven sông, các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, tiếp tục ứng phó được bão Vam Gọ sáng nay đã vào biển Đông. Dự báo trong 12 giờ tới, nước trên các sông tiếp tục rút chậm. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường thuộc vùng thấp trũng sẽ vẫn còn ngập sâu. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, người dân cần tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin để có lộ trình phù hợp và tuân thủ các hướng dẫn của lực lượng chức năng, tránh các tình huống xấu có thể xảy ra. Bão chống bão, lũ chống lũ liên tiếp trong những ngày qua đã khiến cuộc sống của người dân vùng thấp trũng thị xã Hương Trà gặp rất nhiều khó khăn. Cấp ủy chính quyền và mỗi một người dân Hương Trà đã thực hiện tổ phương châm 4 tại chỗ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Hơn 2 ngày nay, mưa to kết hợp với việc điều tiết xả lũ của nhà máy thủy điện Tiên Điền đã gây nên tình trạng ngập lụt tại một số địa phương vùng hạ du của thị xã Hương Trà. Ông Nguyễn Văn Dũng ở phường Hương Xuân cho biết, trận lũ lần này còn khoảng chừng 25cm nữa là bằng với đỉnh lũ lịch sử trước đó trong tháng 10. Xác định tinh thần sống chung với lũ nên việc triển khai phương châm tự quản tại chỗ đã được ông Dũng cũng như các hộ dân trong tổ dân phố chuẩn bị khá chu đáo. Lũ này thì thấp hơn được khoảng 25 phân đó. Thì em cũng kể đồ lương thực đồ thì cũng kể lại hết rồi. Về chính quyền địa phương cũng đã triển khai họp ban phòng chống lụt bão và đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đặc biệt là yêu cầu các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận ở cơ sở chuẩn bị một cái đội tự quản ở cơ sở để là sẵn sàng ứng phó tất cả các cái vấn đề lụt bão xảy ra, đặc biệt là nắm bắt tình hình các cái hộ dân ở ven sông, ven suối mà có khả năng bị sạt lở để là tiến hành công tác di dời. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà, tính đến trưa ngày 12 tháng 11, tình hình mưa lũ đã gây ngập lụt trên 5.000 nhà dân với độ sâu từ 0,1 đến 0,5 mét. Có nơi ngập sâu 1 mét và nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch cũng bị ngập sâu từ 0,9 đến 1 mét. Rút kinh nghiệm từ những trận mưa lũ trước, cấp ủy chính quyền cả cấp ở Hương Trà đã và đang triển khai hiệu quả nhiều phương án theo phương châm 4 tại chỗ. Về phía Ủy ban Nhân dân thị xã luôn luôn cập nhật thông tin về tình hình mưa bão kịp thời, để thông báo kịp thời cho các phường xã và nhân dân trên địa bàn biết để mà phòng tránh lũ. Do cái việc mà người dân hiện nay đã đối phó liên tục với thiên tai lũ lụt và các cái cơn bão nên là ý thức của người dân càng ngày càng nâng cao. Về tài sản mà theo chúng tôi đi kiểm tra ở các phường xã và vào tầng các khu dân cư thì về phía tài sản thì cũng không bị thiệt hại lớn do người dân là chủ động kê kích cao. Và chúng tôi cũng đề nghị là người dân tiếp tục giữ nguyên cái kế hoạch tài sản để tiếp tục ứng phó với cơn bão số 13 có khả năng là sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, trong đó có Thừa Thiên Huế, và có khả năng là làm gây ra lượng mưa lớn và gây ra ngập lụt trên địa bàn thị xã trong thời gian tới. Tình hình bão lũ được dự báo đang còn diễn biến hết sức phức tạp. Ngoài những nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền cả cấp trong việc triển khai thực hiện tổ các phương án phòng chống bão lũ, thì chỉnh ý thức của mỗi một người dân được nâng cao và thực hiện tổ phương châm từ quảng tại chỗ sẽ giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của gia đình mình.
Trên địa bàn huyện Phú Vang trong ngày hôm nay, nhiều xã thuộc hạ lưu sông Hương và các xã vùng trũng do triều cường cộng với cả khô thủy điện điều tiết nước nên bị ngập sâu từ 0,2 đến 0,8 mét. Cục bộ một số khu vực như thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu có đoạn ngập sâu hơn 1,2 mét. Toàn huyện di dời 66 hộ, 201 khẩu ở vùng thấp trũng của hai xã Phú Thanh và Phú Dương đến nơi ở an toàn. Về giao thông, các tuyến tỉnh lộ 10A, 10C, tỉnh lộ 2 đi qua địa bàn các xã thị trấn có nơi bị ngập sâu từ 0,3 đến 0,8 mét, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Bờ biển Thuận An tiếp tục bị xâm thực nghiêm trọng. Để chủ động ứng phó với bão số 13, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Vang đã chỉ đạo các xã thị trấn chuẩn bị các phương án ứng phó với bão lũ, thực hiện nghiêm túc công tác vận động và có kế hoạch di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời tổ chức kêu gọi sắp xếp và bố trí các tàu thuyền neo đậu đảm bảo. Ngoài ra, huyện cũng đã duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tăng cường liên tục công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân đối phó với cơn bão số 13, với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân. Trên địa bàn huyện Quảng Điền, mực nước sông Bồ lên trên mức báo động 3 đã làm cho gần 45% nhà dân vùng thấp trũng đã bị ngập nước. Nhiều xã trên địa bàn huyện đã bị ngập sâu trong nước, hơn 45% nhà dân bị ngập nước từ 0,3 đến 0,5 mét. Cả tuyến đường giao thông bị chia cắt. Toàn bộ diện tích rau màu của người dân vừa trồng lại sau cả trận lũ trước đã bị ngập úng hư hỏng hoàn toàn. Để đối phó với bão số 13 và lũ lớn, toàn huyện Quảng Điền sẽ tiến hành di dời sơ tán 6.700 hộ dân ở các vùng thấp trũng, người dân sống ven sông, ven phá, ở các trạm BTS đến nơi an toàn. Đến nay, các địa phương đã vận động bà con nhân dân trang trọng nhà cửa, đưa tàu thuyền đến nơi neo đậu an toàn. Người dân cũng đã dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, sẵn sàng ứng phó với thiên tai bão lụt. Xác định cơn bão số 13 là cơn bão mạnh, lãnh đạo huyện Quảng Điền đề nghị các địa phương phải bám theo công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện, kiên quyết không để người dân đi lại khi có bão to, lụt lớn. Các địa phương cần tăng cường lực lượng đội cơ động sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Chỉ đạo các trường học cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 11 tháng 11 đến khi có công văn mới, vận động người dân phát huy tính tự quản để bảo vệ an toàn tính mạng người và tài sản khi có thiên tai bão lụt. Thưa quý vị, liên tục trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài, ngoài gây sạt lở một số vị trí trên tuyến quốc lộ 49A từ thành phố Huế đi huyện A Lưới, gây ách tắc giao thông, thì nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở đất ở địa bàn huyện miền núi này là vấn đề cần được cảnh báo. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện A Lưới đã có phương án di dời, sơ tán các hộ dân nằm trong vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được ngày 9 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2020, vùng núi phổ biến từ 300 đến 393 mm, vùng đồng bằng phổ biến 85 đến 185 mm. Trên các con sông lớn đang xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ trên các sông ở mức trên báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ xảy ra hiện tượng sạt, trượt lở đất ở vùng núi là rất cao. Trong đó, huyện A Lưới là địa phương cần được cảnh báo sớm. Tại xã Hồng Thủy, một trong những xã vùng biên giới có nhiều hộ dân là đồng bào dân tộc sinh sống ven núi và sông suối, có nguy cơ mức độ sạt lở đất rất cao. Trong những ngày qua, chính quyền địa phương, đoàn thể các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động di dời, sơ tán hàng trăm hộ dân đến các địa điểm an toàn như trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng nhằm đảm bảo tính mạng cho người dân trước lúc bão 13 đổ bộ. Hiện nay trên địa bàn xã mà nguy cơ sạt lở rất là lớn vì lượng mưa vừa rồi đã ngấm xuống đất rồi. Thì chắc chắn chỉ cần một trận mưa hoặc là gió là chắc chắn sẽ sạt lở. Thì cái việc này chúng tôi cũng đã dự đoán trước và hiện nay là công tác chuẩn bị. Thì công tác di dời nhất là các hộ có nguy cơ sạt lở và lũ ống lũ quét thì chúng tôi cũng đã triển khai một cách rất cụ thể. Đấy, các cái địa điểm, các trường học, nhà học dân và chúng tôi cũng đã di dời một số điểm như thế. A Lưới là địa bàn miền núi có địa hình hiểm trở, đồi núi dốc cao, mật độ sông suối dày đặc. Phần lớn các hộ đồng bào dân tộc ở đây thường có tập quán sinh sống ven sông ven suối, nên nguy cơ rủi ro do thiên tai xảy ra rất cao. Trên thực tế, nhiều vụ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống đã xảy ra trên địa bàn, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và để lại nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó, phòng chống thiên tai cho địa phương này. Từ các khu vực và các vị trí có nguy cơ trượt lở đất đá, sạt lở bờ sông trên địa bàn, để chủ động các phương án ứng phó với cơn bão số 13, huyện A Lưới chỉ đạo các địa phương đơn vị chủ động theo dõi, phòng ngừa và ứng phó với sự cố thiên tai. Người dân cần tăng cường đề cao cảnh giác trước diễn biến rủi ro do lũ quét, lũ ống, sạt lở đất,
dự kiến sẽ tiến hành di dời sơ tán khoảng 1.800 hộ dân của 21 xã thị trấn nằm ở các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn để trú ẩn. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ phân bổ đầy đủ lương thực thực phẩm cho các địa phương dự phòng trong tình huống nếu có mưa lớn kéo dài gây chia cắt thì người dân vẫn không thiếu lương thực. Sau khi mà huyện đã chu cấp về lương thực thì hiện nay xã vẫn còn dự tại xã là trên 3 tấn gạo rồi là 192 thùng mì tôm để bảo đảm lương thực cho người dân trong mưa bão sắp tới. Rà soát toàn bộ các hộ dân mà có nguy cơ sạt lở là quan trọng số 1. Cả thanh niên bảo đến thì hiện nay nhà tạm nhiều cho nên công tác di dời dân là ưu tiên số 1. Trước hết là nếu như bà con có nơi nhà an toàn là về đó trước, là về đó. Giả sử không có nơi an toàn thì tập trung tại các trường học, đấy cùng nhau học thôn. Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã làm cho các đồi núi, sườn dốc trên địa bàn huyện A Lưới yếu mềm, thay đổi cấu trúc, đứt gãy địa chất nên nguy cơ trượt, sạt lở đất xảy ra bất cứ lúc nào. Ngay trong rạng sáng ngày 11 tháng 11, mưa lớn kéo dài liên tục đã làm sạt lở tại km 76+500 trên tuyến quốc lộ 49A Huế đi A Lưới, gây ách tắc, gián đoạn giao thông trong nhiều giờ liền và nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Thưa quý vị, sáng nay bão số 13 đã đi vào biển Đông với sức gió cấp 12, giật cấp 15. Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của bão số 13 nên từ chiều ngày 14 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11 có mưa to đến rất to. Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng, biển động mạnh, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng đạt báo động 2 đến báo động 3. Biển động dữ dội. Thời tiết trong những ngày đến còn diễn biến phức tạp và có khả năng mưa kéo dài đến ngày 17 tháng 11. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 13, mưa lớn trên diện rộng, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân, nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu. 1. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến đường đi của bão, áp thấp nhiệt đới, cập báo thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Huế, Facebook, website của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Đài khí tượng thủy văn tỉnh. 2. Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế có phương án đảm bảo an toàn cho các tàu hàng hải neo đậu an toàn tại cảng Thuận An, Chân Mây. 3. Tạm dừng việc tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng Ba, đảm bảo an toàn cho toàn bộ lực lượng phương tiện cứu nạn khu vực này. 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 13. Khẩn trương gia cố đảm bảo an toàn nhà ở, cơ sở giáo dục, trường học, y tế, công sở, các khu công nghiệp. Tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong ứng phó với mưa bão. Tổ chức sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, các khu vực trọng điểm. 5. Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi sát diễn biến của mưa bão thực tế tại địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học đảm bảo an toàn. 6. Sở Y tế chỉ đạo các phòng ban chức năng hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức dự trữ đầy đủ thuốc chữa bệnh, hóa chất, xử lý môi trường, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cấp cứu, phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. 7. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra vận hành hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến điện, dự phòng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giữa các đơn vị trên địa bàn. 8. Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh chủ động theo dõi tình hình diễn biến mưa bão, đặc biệt là tại khu vực Chân Mây, Lăng Cô, để thông báo chỉ đạo các chủ doanh nghiệp hướng dẫn cho các công nhân viên các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ làm việc để đảm bảo an toàn cũng như chẳng chống bảo vệ tài sản, nhà xưởng, phòng tránh lốc, gió mạnh. 9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo chi cục thủy sản, ban quản lý cảng cá tỉnh phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quản lý các tàu thuyền, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền lồng bè khi có gió mạnh, mưa lũ lớn. Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi tổ chức trực ban theo dõi diễn biến của mưa lũ, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt, đảm bảo vận hành an toàn công trình và an toàn vùng hạ du. Chi cục kiểm lâm có phương án đảm bảo an toàn cho các trạm kiểm lâm khu vực miền núi. 10. Sở Công Thương và các địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra các vật tư, thiết bị, vận hành cửa van, hệ thống điện dự phòng, thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm, y tế các công trình hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh. 11. Sau đợt mưa lũ do hoàn lưu của cơn bão số 12, yêu cầu các chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm túc việc vận hành các hồ chứa nước để đưa dần về mực nước thấp nhất đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tránh gây lũ đột biến cho vùng hạ du do đợt mưa lũ do bão số 13. 12. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải ra soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không. 13. Chủ đầu tư các công trình đang thi công có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư thi công.
14, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. 15, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tổ chức kiểm tra, gia cố hệ thống điện và có phương án đảm bảo an toàn lưới điện. 16, lãnh đạo các sở ban ngành, thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tổ chức đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó theo địa bàn đã được phân cấp. 17, các đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến xấu của thời tiết có thể xảy ra. Nội dung chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Truyền thông số Việt Nam vừa phối hợp tổ chức hội thảo công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ ngành và địa phương năm 2019 và phổ biến bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh. Theo kết quả đánh giá, Thừa Thiên Huế vươn lên dẫn đầu mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo Cục Tin học hóa, chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trung bình của khối bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong năm 2019 tăng so với năm 2018. Khối cơ quan chính phủ và tỉnh, thành phố chỉ tăng lần lượt 0,05 và 0,07 điểm. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, tất cả chỉ số thành phần trung bình đều tăng, trong đó về chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin xếp hàng top đầu lần lượt là Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông. Về tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan thuộc chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đầu bảng. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ hai, kế đó là Thông tấn xã Việt Nam. Về tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thừa Thiên Huế đã vươn lên dẫn đầu. Điều này cho thấy các địa phương đã chủ trọng hơn trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và triển khai nhiều ứng dụng phục vụ chính phủ điện tử. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, Cục Tin học hóa còn phổ biến bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh với 3 trụ cột và 7 chỉ số chính. Từ năm sau, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sử dụng bộ chỉ số này để theo dõi, đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương. Chiều nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế và Công nghiệp tỉnh tổ chức công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 4, đợt 2 tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy. Theo quyết định phê duyệt, khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 4, đợt 2, phía Bắc giáp khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 4, đợt 1, phía Nam giáp đồi núi, hồ Khe Lời, đường dân sinh và sông Ông Giá, phía Đông giáp khu dân cư xã Thủy Phù, phía Tây giáp đồi núi và tỉnh lộ 15. Khu công nghiệp này có quy mô khoảng 411 ha. Đây là khu công nghiệp tổng hợp, xanh, sạch, công nghệ tiên tiến để bố trí các nhà máy xí nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp sạch. Mục tiêu của quyết định này là cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 4, thị xã Hương Thủy và định hướng phát triển kinh tế xã hội thị xã Hương Thủy đã được phê duyệt, phục vụ kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp với các lĩnh vực ngành nghề phù hợp nhằm đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải và môi trường phát triển bền vững. Đồng thời, quy hoạch được phê duyệt làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai và xây dựng theo quy hoạch, triển khai lập các quy hoạch chi tiết 1/500 và lập các dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình. Chia sẻ khó khăn với đồng bào ở khu vực hai tuyến biên giới của Thừa Thiên Huế, Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thăm và tặng quà cho người dân chịu ảnh hưởng thiên tai tại các xã Vân Xuân, huyện Phú Vang và xã Hồng Vân, huyện A Lưới. Tại các địa phương, đoàn đã tặng 350 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cùng 500.000 đồng tiền mặt. Riêng tại khu vực biên giới do đồn biên phòng Hồng Vân quản lý, đoàn trao tặng cho 5 hộ gia đình bị tốc mái do bão số 5, mỗi hộ 5 triệu đồng để khắc phục lợp lại mái nhà. Một hộ bị sập nhà, đoàn đã hỗ trợ 50 triệu đồng để dựng lại nhà mới. Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn hỗ trợ tiền mặt, còn lực lượng bộ đội biên phòng đồn Hồng Vân sẽ hỗ trợ ngày công và giúp đồng bào mua sắm vật tư để lợp mái nhà cũng như phối hợp với chính quyền cấp đất cho gia đình bị sập nhà ở nơi an toàn hơn. Được biết, đây là hoạt động thường xuyên của các thành viên câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn trong việc chia sẻ khó khăn với đồng bào trong cả nước khi bị tác động bởi thiên tai, bão lũ. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.